Được rồi, mình béo. Mình béo thì có ảnh hưởng gì đến miếng cơm bát gạo hay là mình có ăn chanh của bạn không? Mà tại sao mỗi lần bạn gặp mình thì bạn hãy nói trời mẹ ơi, nhìn kìa, cái xe lô nó lăn đến đâu phẳng đường đến đấy. Béo thì nói thẳng ra là béo, nhưng mà đừng có ví von cái kiểu mà các bạn chỉ biết chê béo thôi. Nhưng mà tại sao các bạn không tìm hiểu nguyên nhân tại sao họ béo? Béo chia làm hai loại, béo do gen và béo do luyện tập. Béo do gen tức là người ta ăn ít nhưng mà người ta hấp thụ được nhiều. Ăn bất kỳ một cái gì nó cũng có thể béo lên, kiểu như là không biết ăn cái kẹo này vào có béo không nhỉ? Béo vồn, như thế mình không ăn. Những người kiểu dạng như này thì rất là khổ, kiểu lúc nào cũng phải thờ ơ với tỏ ra không quan tâm với đồ ăn ấy. Đừng mời tao. Thứ hai là béo do luyện tập, kiểu ngày trước gầy gầy xong muốn béo lên một tí. Mình thuộc cái dạng này. Ngày trước khoảng tháng 6 năm ngoái thì mình chỉ có tầm khoảng 49 cân thôi, và mình bắt đầu đi tập gym và ăn uống theo bà. Được 2 tháng thì mình bỏ vì lười, nhưng mà mình vẫn giữ cái chế độ ăn uống như thế, một ngày 5 bữa. Và với ngày hôm nay, giây phút này, mình đã thành công với 63kg trên bàn cân. Và mình đã thành con lợn. Thật sự béo khổ lắm. Đi đâu cũng bị người ta nói, đến cả bạn bè của mình còn trêu một cách rất là có tâm. Tao nghĩ là mày không nên ăn bằng bát nữa, mà mày nên ăn bằng máng luôn đi. Tao nghĩ là mày không cần phải chạy đâu, mày lăn luôn đi. Tao nghĩ là cái mông mày chắc phải ngồi hết cả cái dãy ghế xe buýt đằng sau nhỉ. Dừng lại đi, tại sao cứ phải làm như thế với người béo nhỉ? Béo cũng có nhiều cái tốt mà rất là đáng yêu. Đấy, như này này, nhìn có yêu không? Thôi, bỏ ra, đau. Nhưng mà nếu mà bạn có không thích người béo thì các bạn cũng đừng có ví von họ với cái gì cả. Ừ, như vậy họ rất là tủi thân nhé. Và cũng đừng lấy cái béo của họ làm cái cớ để bạn chuộc lợi cho bản thân. Thấy có mấy đứa sống rất là cơ hội với cả thủ đoạn nhé. Kiểu xin đồ ăn thì không dám xin, xong rồi chê nó béo này béo nọ để mà nó bỏ lại đồ ăn rồi để thụ lộc một mình nhé. Mày xem lại mày đi nhá, mày soi vào gương xem lại mày đi. Mày mặc quần size bao nhiêu rồi? Nhảy lên cân xem đã sang vòng 2 chưa? Chỉ suốt ngày mày ăn thôi, mày người mày như cái thùng phi rồi. À không, nói cái thùng phi thì rất là xúc phạm cái thùng phi. Mày bỏ ngay đồ ăn xuống đi, mày mà còn ăn nữa là mày tin mày biến ngay thành con lợn không? Các bạn ạ, chúng nó chỉ có ý đồ cướp chuỗi thức ăn của chúng ta thôi. Hãy tỉnh táo lên. Tóm lại, béo không có lỗi. Béo đơn giản là vì họ không thích bị chê là gầy. Béo là vì họ biết yêu thương bản thân và không muốn ngược đãi với chính cơ thể của mình. Hãy yêu những người béo bởi vì vẻ ngoài của họ là một vóc dáng rất là đáng yêu, còn bên trong họ là một bác sĩ được chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Và đặc biệt nhất ấy là ôm người béo thì rất là ấm. Không tin lại đi mà xem. Và đừng có suốt ngày chê họ béo như con lợn nữa, bởi vì sẽ có một ngày khi mà họ đã chịu đựng đủ thì thật đấy, không đùa đâu. Thề nha.